Kính chào và cảm ơn quý vị đã dành thời gian cho chương trình Ngày Mới trên sóng truyền hình VRT. Chúc quý vị một ngày cuối tuần vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và bạn bè. Thưa quý vị, khi dịch bệnh COVID-19 bất ngờ bùng phát trở lại, nhằm đảm bảo cho Bà Rịa Vũng Tàu luôn an toàn trước dịch bệnh, tỉnh một lần nữa tái khởi động các biện pháp ngăn ngừa với một tinh thần khẩn trương và quyết liệt hơn. Có Cửa Ngày Mới sẽ đề cập phân tích sâu hơn về nỗ lực này của tỉnh. Chia sẻ Ngày Mới cũng là một câu chuyện hữu ích trong lĩnh vực y tế. Thưa quý vị, bệnh đái tháo đường hay tiểu đường là một loại bệnh mãn tính đang rất phổ biến và ngày càng trẻ hóa. Tuy nhiên, rất nhiều người lại thờ ơ và thậm chí là chưa hiểu hết về căn bệnh này, cũng như là chế độ dinh dưỡng phù hợp nếu chẳng may mắc phải. Vì vậy, hãy theo dõi chương trình, quý vị sẽ có những thông tin rất cần thiết. Để chủ động cho những ngày cuối năm đầy bận rộn với việc chuẩn bị cho Tết, đừng bỏ qua những thông tin dự báo thời tiết của chúng tôi. Bây giờ, chương trình Ngày Mới sẽ bắt đầu với những thông tin được ghi nhận trong 24 giờ qua. Xưởng kim xe khách vi phạm quy định phòng chống dịch. Ba thay đổi trong chiến lược chống dịch. Đầu tư tư nhân tại Việt Nam gia tăng bất chấp COVID-19. Đón Tết giữa trùng khơi Trường Sa. Mở đầu vòng quay 24 giờ sáng nay tiếp tục là những thông tin về diễn biến liên quan đến đại dịch COVID-19. Thưa quý vị, chiều hôm qua tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19, chủ trì cuộc họp thường trực Ban Chỉ đạo về công tác phòng chống dịch tại các địa phương hiện nay. Liên quan đến băn khoăn của người dân trong việc cách ly y tế khi về quê đón Tết, Bộ Y tế cho biết tất cả những đối tượng trở về từ khu vực có ổ dịch F1 phải đưa đi cách ly tập trung, đối tượng F2 phải cách ly theo dõi tại nhà. Những đối tượng còn lại được sàng lọc, giám sát y tế, được ra khỏi khu phong tỏa, khoanh vùng nếu như có sự cho phép của chính quyền địa phương. Những người được phép di chuyển trong kỳ nghỉ Tết tuân thủ nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch, đặc biệt thực hiện nghiêm thông điệp 5K. Những cái trường hợp mà không nằm trong ổ dịch thì chúng ta vẫn phải di chuyển bình thường. Tuy nhiên, nhưng khi về đến một địa phương khác thì anh phải khai báo với ban chỉ đạo cơ sở đấy là tôi đã ở chỗ này về. Tôi không qua vùng dịch và tôi tự theo dõi, nếu có vấn đề gì tôi báo cáo thì như thế. Hiện nay, ổ dịch ở thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương cơ bản đã được kiểm soát. Các chuyên gia phân tích gen làm rõ hơn đặc tính virus của chủng mới. Số ngày phát bệnh nhanh hơn từ 1 tới 2 ngày, thay vì 5 hoặc 14 ngày như trước đây. Do đó, các chuyên gia đề xuất Bộ Y tế xem xét, nghiên cứu cơ sở khoa học để có văn bản điều chỉnh thời gian cách ly, rút ngắn từ 21 ngày xuống còn 14 ngày. Có lẽ là bây giờ cũng nên nghiên cứu để rút xuống. Trước biến thể này thì cái thời gian ủ bệnh thì nó vẫn 14 ngày. Thế nhưng ý, là có một số là nó phát bệnh nhanh, nghĩa là khởi phát nhanh. Khởi phát nhanh nghĩa là từ cái lúc mà nó bị nhiễm, con người bị nhiễm mà đến khả năng đào thải virus ra để lây nó rất nhanh. Ban chỉ đạo nhận định nguy cơ từ các chuyến xe khách, chuyến xe đường dài di chuyển từ vùng dịch về các địa phương. Trong đó, Điện Biên đã phát hiện 3 ca dương tính với virus SARS-CoV-2. Các thành viên ban chỉ đạo yêu cầu các địa phương tăng cường chỉ đạo xử phạt nghiêm tất cả các phương tiện xe khách vi phạm, đề nghị tất cả người dân trên xe đeo khẩu trang suốt hành trình di chuyển để bảo vệ sức khỏe bản thân và cộng đồng. Xét nghiệm gộp mẫu nhiều hơn, có phương án cách ly đối với từng đối tượng trẻ em và giải tỏa hàng hóa từ khu vực có dịch là 3 điểm mới trong công tác phòng chống dịch COVID-19 được Bộ Y tế thông tin tại cuộc họp trực tuyến hôm qua với các địa phương có ca mắc COVID-19. Do nhu cầu cần xét nghiệm diện rộng tại Quảng Ninh và huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương, Bộ Y tế cho phép có thể gộp từ 10 tới 16 mẫu trong một lần xét nghiệm, gộp theo hộ gia đình, thậm chí có thể lên tới mẫu 16. Nhóm mẫu nào có trường hợp dương tính sẽ lập tức cách ly toàn bộ gia đình và tiến hành lấy mẫu làm lại lần thứ hai, xác định ca dương tính. Bộ Y tế đề nghị các địa phương cần phải phân loại hai nhóm trẻ để thực hiện cách ly. Nhóm trẻ dưới 5 tuổi có thể thực hiện cách ly tại nhà nghiêm ngặt do chính quyền địa phương chịu trách nhiệm và có điều kiện đi kèm, như chỉ được một người trông. Người trông phải có sức khỏe tốt và gia đình đó không có người già, không có bệnh lý nền. Với trẻ trên 6 tuổi trở lên, áp dụng mô hình phân kỳ cách ly tập trung. Trẻ sẽ được áp dụng cách ly tập trung trong 7 ngày đầu và lấy mẫu ngày thứ nhất, ngày thứ ba và ngày thứ bảy. Khi trẻ có kết quả âm tính, trẻ sẽ được cách ly tại nhà theo quy định rất nghiêm ngặt với sự giám sát của chính quyền địa phương. Bộ Y tế cũng đề nghị các địa phương nếu đảm bảo công suất xét nghiệm có thể vận chuyển hàng hóa ra ngoài tỉnh thông qua kiểm soát chặt hàng hóa và người chuyên chở hàng hóa. Tất cả tài xế vận chuyển hàng hóa, người đi kèm phải làm xét nghiệm 2 ngày một lần. Quá trình vận chuyển phải áp dụng các biện pháp chống dịch, đeo khẩu trang,
mở cửa, không đóng kín, ghi chép lại hành trình, hạn chế tiếp xúc. Các bến xe và nhà ga phải tăng cường thêm nhân lực, thường xuyên kiểm tra nhắc nhở hành khách chấp hành các nguyên tắc chống dịch. Đây là đợt cao điểm trong công tác phòng chống dịch, phục vụ hành khách về quê ăn Tết, thế nên tất cả không được lơ là chủ quan, giám sát chặt chẽ thân nhiệt. Nếu như hành khách có nhiệt độ cao thì phải có giải pháp ngay, tránh lây lan dịch bệnh ra cộng đồng. Thưa quý vị, đây là yêu cầu của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể tại buổi kiểm tra công tác vận tải và phòng chống dịch Tết Tân Sửu 2021 tại bến xe ga Hà Nội. Tại buổi kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 trong hoạt động vận tải từ xe khách đến xe buýt tại bến xe Giáp Bát, thành phố Hà Nội, đoàn công tác Bộ Giao thông Vận tải do Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác niêm yết thông tin, hướng dẫn phòng dịch, khu cách ly tạm thời, kiểm tra các vật tư, thiết bị phòng dịch được bến xe chuẩn bị để phục vụ hành khách. Bộ trưởng cho rằng công tác kiểm dịch tại bến xe còn rất thủ công, yêu cầu Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đề xuất các giải pháp phù hợp để công tác phòng chống dịch đạt hiệu quả. Mua những cái thiết bị mà tự động giống như ở một số cái cơ quan công sở hiện nay, người ta trang bị là máy đo nhiệt độ tự động, thì khi tất cả hành khách đi qua, ai mà có biểu hiện sốt cao là chúng ta cách ly ngay để chúng ta kiểm tra. Thì như thế thì chúng ta sẽ làm tốt hơn cái công tác là phòng chống dịch. Những lúc cao điểm á, có thể là chúng ta huy động các xe buýt, những cái xe mà phục vụ là du lịch trong cái dịp này họ không hoạt động, thì chúng ta huy động để làm sao là đưa hành khách về quê ăn Tết. Báo cáo tình hình vận tải đường sắt dịp Tết, đại diện Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cho biết, lượng hành khách di chuyển bằng tàu hỏa giảm mạnh chỉ khoảng 30%. Hiện tại trong 200.000 vé bán ra đã có khoảng 50% hành khách đề nghị hoàn trả vé. Tổng ty Đường sắt đã đưa ra cái chính sách nhằm hỗ trợ người dân, đó là trong trường hợp mà hành khách có nhu cầu hoãn chuyến đi, đổi vé, thì tất cả các vé đó sẽ được ngành đường sắt giữ lại bảo lưu trong vòng 1 năm, sẽ được đổi chuyến, sẽ được đổi hành trình và sẽ được kể cả đổi tên cho người khác đi mà không mất phí trong vòng suốt 1 năm. Thế còn nếu trường hợp mà hành khách vẫn muốn trả lại thì tổng công ty cũng như là các cái đơn vị vận tải sẽ thực hiện cái việc hoàn trả lại vé cho hành khách. Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể lưu ý các đơn vị chăm lo tốt điều kiện làm việc, chế độ lương thưởng Tết cho người lao động. Đặc biệt, phải chú ý đảm bảo sức khỏe và chế độ chính sách cho những người làm việc tăng ca, tăng thời gian trong những ngày Tết. Thưa quý vị, những ngày giáp Tết này, nếu như mọi năm, những người đang sinh sống làm việc ở xa quê sẽ tất tả chuẩn bị sắp xếp để trở về quê ăn Tết. Thế nhưng năm nay, do dịch bệnh COVID-19 đang có những diễn biến hết sức phức tạp, nhiều người đã lựa chọn phương án là ai ở đâu, ở yên đó để bảo vệ cho mình và chính những người thân được an toàn trong dịp Tết. Dịch choạc này thì chắc là thôi, Tết này ăn Tết trên này rồi, không về đâu. Quê ở Hải Dương nên bạn Đỗ Thanh Tùng quyết định Tết này sẽ không về quê ăn Tết mà ở lại thủ đô và chỉ gặp gia đình vợ con qua điện thoại. Ở Hải Dương thì thôi thì theo như dịch của nhà nước thì Tết này ở trên em ăn Tết trên đây cùng anh em bạn bè trên này, em không về quê nữa. Giờ thì có điện thoại thì em gọi về nói chuyện với gia đình cho nó vui. Chuẩn bị kê tắc, lau dọn nhà cửa, anh Phạm Văn Hiệp năm nay cũng quyết định cùng vợ con đón Tết tại Hà Nội, mà không về quê như mọi năm để thực hiện đúng nguyên tắc, ai ở đâu, ở yên đó, đảm bảo an toàn cho những người thân. Vợ chồng em là cứ khoảng 29 hoặc là 30 Tết thì sẽ về quê nội, và khoảng mùng 2 thì sẽ ra quê ngoại. Thế nhưng năm nay thì chắc là do dịch này thì cũng chưa chắc là đã về quê được như vậy. Trước tình hình diễn biến của dịch bệnh đang phức tạp với 11 tỉnh thành có ca nhiễm COVID-19, nhiều tỉnh thành trên cả nước, trong đó có Hà Nội, đã ban hành chỉ thị về việc tăng cường các hoạt động phòng chống dịch COVID-19. Theo đó, đề nghị người dân hạn chế ra khỏi nhà, nhất là di chuyển trong dịp Tết Nguyên đán. Đây cũng là mong muốn của những người đứng đầu chính phủ để người dân có thể đón một cái Tết an toàn. Hàng trăm nghìn hộ gia đình sẽ rơi vào hoàn cảnh khó khăn. Chúng ta phải làm bằng được để giữ cho an toàn, cho bà con ăn Tết an toàn. Về quê ăn Tết là mong muốn của mỗi người để có thể đoàn tụ với những người thân yêu sau một năm làm việc vất vả. Thế nhưng trong lúc này, ai đang sinh sống làm việc ở đâu thì nên ở đó cũng là một cách để bảo vệ người thân của mình và chung tay cùng với cả cộng đồng phòng chống, hạn chế lây lan dịch bệnh. Chiều hôm qua, đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đến thăm tặng quà giáo viên học sinh trường tiểu học Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội đang phải tạm thời cách ly để phòng chống dịch bệnh COVID-19.
Hiện nay, cách ly tập trung tại trường tiểu học Xuân Phương, Hà Nội có 56 học sinh, 14 giáo viên, nhân viên trong trường thuộc diện F1 tiếp xúc gần với bệnh nhân COVID-19. Diện F2 có 36 phụ huynh. Ngoài ra, trực tại trường 24/24 giờ còn có ban giám hiệu, tổ trưởng chuyên môn, nhân viên kế toán và các cán bộ quân đội, công an, bảo vệ, y tế. Hiện nhà trường sắp xếp bố trí 17 phòng, mỗi phòng 4 gia đình học sinh. Các điều kiện về cơ sở vật chất được nhà trường phối hợp với phụ huynh đảm bảo đầy đủ. Ban giám hiệu cho biết sẽ phối hợp với các cô để tổ chức cho các con đón một cái Tết ý nghĩa ở trong khu cách ly trên tinh thần đảm bảo nghiêm túc yêu cầu phòng dịch. Tuy ở trong này nhưng mà vẫn có nhiều niềm vui ở bên ngoài dành cho các con, đặc biệt là các bác ở trong những ngôi trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường mầm non trên toàn quận Nam Từ Liêm đã nhất trí sẽ mừng tuổi cho các con, bởi vì trẻ con rất là yêu thích được mừng tuổi. Thầy cô trong ban giám hiệu cũng đã rất là tình nguyện để có cái sự phối hợp kết nối để giúp cho các cháu được có cái sự ăn nghỉ rồi các cái vệ sinh cá nhân thế và các cái hoạt động vui chơi cho các cháu và tuân thủ theo cái quy định. Đã có rất nhiều tổ chức tặng sách, bánh kẹo, bánh chưng, đồ chơi cho học sinh để động viên tinh thần các con. Đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tặng giáo viên và học sinh các thiết bị vận động và thức uống dinh dưỡng trị giá gần 300 triệu đồng. Đồng thời lưu ý nhà trường và chính quyền địa phương cần tạo điều kiện tốt nhất tại khu cách ly, đảm bảo an toàn và sức khỏe cho giáo viên, học sinh. Đặc biệt cần động viên để các cháu học sinh nhỏ tuổi vượt qua khó khăn khi phải sống xa gia đình. Những thông tin kinh tế đáng chú ý khác sẽ tiếp nối vòng quay 24 giờ hôm nay. Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ trong tháng 1 năm 2021 ước đạt hơn 1,2 tỷ đô la Mỹ. Ngoài gỗ và sản phẩm từ gỗ thì Việt Nam có nhiều mặt hàng xuất khẩu có thế mạnh như gỗ ghép thanh, ván dán, đồ mộc xây dựng, ghế ngồi, các đồ nội thất và bộ phận đồ nội thất, ngoại thất. Đặc biệt với nhóm đồ nội thất có giá trị xuất khẩu lớn nhất trong các nhóm hàng xuất khẩu gỗ và lâm sản sẽ tiếp tục tăng trưởng ổn định trong thời gian tới. Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam Eurocharm đã công bố kết quả chỉ số môi trường kinh doanh mới nhất, cho thấy các doanh nghiệp châu Âu kết thúc năm 2020 với góc nhìn lạc quan về môi trường thương mại và đầu tư của Việt Nam, ghi nhận ở mức cao nhất kể từ thời điểm bùng phát dịch COVID-19. Trong thời gian qua, chỉ số môi trường kinh doanh đã duy trì mức tăng trưởng tích cực khi Việt Nam đối phó thành công với đại dịch và kết hợp thực thi Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam EU EVFTA, đồng thời cải thiện niềm tin vào nền kinh tế và thúc đẩy hoạt động kinh doanh. Khi được hỏi về triển vọng kinh tế Việt Nam trong thời gian tới, 57% thành viên Eurocharm tham gia khảo sát dự đoán sự ổn định và cải thiện sẽ được duy trì trong 3 tháng đầu năm 2021. Trong báo cáo khảo sát đầu tư tư nhân Việt Nam năm 2020 của công ty tư vấn và dịch vụ kiểm toán thuế Grant Thornton nhận xét, năm qua, hoạt động đầu tư tư nhân tại Việt Nam vẫn tăng trưởng mạnh mẽ bất chấp đại dịch, ngược với xu hướng trầm lắng của các nước trong khu vực. Tổ chức này đánh giá Việt Nam đang trở thành ngôi sao đang lên của châu Á trong hoạt động đầu tư tư nhân. Grant Thornton thống kê, trong nửa đầu năm 2020, hoạt động mua bán đầu tư tại Việt Nam diễn ra sôi động. Xu hướng này trái ngược hoàn toàn với tình hình ảm đạm tại hàng loạt các nước trong khu vực như Singapore, Indonesia, Malaysia và cá biệt như Philippines là còn không có thương vụ nào. Các khoản đầu tư có xu hướng chảy vào các công ty khởi nghiệp công nghệ cung cấp giải pháp đột phá cho bán lẻ và dịch vụ. Chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, Hải đoàn 32 Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 3 vừa tổ chức chương trình Tết Hải đảo 2021. Hàng trăm phần quà, vật phẩm, đồ dùng trao tận tay cư dân các xã Ninh Vân, phường Ninh Hải, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa. Chương trình đã tặng 70 phần quà, mỗi phần trị giá 1 triệu đồng cho các hộ cư dân, gia đình chính sách và học sinh có hoàn cảnh khó khăn của xã Ninh Vân, phường Ninh Hải, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa. Tổng giá trị các phần quà, hiện vật, đồ dùng lên tới trên 100 triệu đồng. Trước đó, Hải đoàn 32, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 3 đã đến dâng hương, hoa tại bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đoàn tàu không số C-235 tại xã Ninh Vân, thị xã Ninh Hòa. Phát huy truyền thống thương yêu đồng chí đồng đội của Bộ đội Cụ Hồ, Hội cựu chiến binh tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã tổ chức lễ trao tặng nhà nghĩa tình đồng đội cho một hội viên cựu chiến binh có hoàn cảnh khó khăn ở phường 5, thành phố Vũng Tàu.
Hội viên cựu chiến binh ở phường 5 thành phố Vũng Tàu hiện tuổi cao sức yếu, sống đơn thân, cuộc sống phần nhiều phụ thuộc vào họ hàng và những người có tấm lòng hảo tâm. Hội cựu chiến binh tỉnh đã vận động các mạnh thường quân xây tặng cho hội viên này ngôi nhà nghĩa tình đồng đội. Tổng kinh phí xây dựng là 450 triệu đồng do Tổng công ty dịch vụ kỹ thuật dầu khí Việt Nam BTSC tài trợ. Thưa quý vị, trước, trong và ngày sau Tết, thời tiết biển thường rất xấu, chỉ có gió mùa, gió chướng, gây sóng to, gió lớn. Nhưng đây cũng là thời điểm chịu áp lực trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo. Những con tàu trực bảo vệ chủ quyền của Hải đoàn 129 quân cảng Sài Gòn, thời điểm này đã sẵn sàng tinh thần đón Tết giữa trùng khơi, sẵn sàng canh giữ biển trời Tổ quốc. Trên một vùng biển thuộc quần đảo Trường Sa, khi đoàn công tác Hải đoàn 129 tới thăm và tặng quà lực lượng làm nhiệm vụ trên biển, những con tàu trực chiến đã cùng kéo hồi còi dài chào nhau. Biển đầy mưa và lạnh giá, nhưng tiếng còi âm vang cùng thông tin về đoàn công tác của quân cảng Sài Gòn ra thăm chúc Tết làm cán bộ chiến sĩ giữa trùng khơi bỗng thấy ấm áp vô cùng. Đoàn công tác của Hải đoàn 129 Tổng ty Tân cảng Sài Gòn đến thăm và chúc Tết các lực lượng để động viên các đồng chí là an tâm thực hiện tốt nhiệm vụ trong cái hoàn cảnh đặc biệt chúng ta chuẩn bị đón Tết như thế, cho nên là chúng tôi đã làm tốt cái công tác lựa chọn con người và đảm bảo về đủ điều kiện về chính trị cũng như là nghiệp vụ chuyên môn, đạo đức, lối sống, đặc biệt là cái khả năng xử lý cái tình huống ở trên biển. Với nhiệm vụ trực bảo vệ chủ quyền kết hợp hỗ trợ tìm kiếm cứu nạn ngư dân khi khai thác trên ngư trường thuộc quần đảo Trường Sa, những con tàu này như những chốt canh trên biển. Không có sóng 3G, thông tin từ đất liền đến với cán bộ chiến sĩ qua truyền hình. Và những ngày qua, cán bộ chiến sĩ trên tàu đặc biệt quan tâm đến thông tin về Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13. Sau khi Đại hội Đảng thì tôi mong tình hình chính trị an ninh ngày càng ổn định, kinh tế của đất nước ngày phát triển và mong đất nước đẩy lùi được dịch Covid-19 ạ. Cán bộ chiến sĩ tàu 746 đang trang hoàng cho tàu để có không khí Tết. Ảnh Bác và bàn thờ Tổ quốc đặt nơi trang trọng nhất. Không có mâm ngũ quả đủ đầy, không có cành mai vàng tươi, nhưng Tết vẫn như hiện hữu. Mặc dù luôn xác định tốt tư tưởng khi nhận nhiệm vụ trực Tết, nhưng càng sát đến ngày Tết, nỗi nhớ thì càng trào dâng. Khi đoàn công tác của đơn vị đến thăm và tặng quà thì cũng làm chúng tôi phấn khởi và cũng như được tiếp thêm sức mạnh. Và tôi tin rằng càng đến Tết thì chúng tôi lại càng đoàn kết và càng gắn bó nhau để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Với những người lính biển, tàu là nhà, biển cả là quê hương và Tết ở ngôi nhà giữa mùa biển động càng khiến cho mọi người gắn kết với nhau hơn. Để thêm ấm áp, thêm vững tâm cũng là vững lòng canh giữ biển trời Tổ quốc. Lướt qua các trang web sáng nay, thông tin trong lĩnh vực giao thông vận tải được đăng tải nhiều nhất. Thưa quý vị, do dịch Covid-19 quay lại ngay thời điểm cận Tết nên học sinh sinh viên thành phố Hồ Chí Minh được nghỉ học sớm. Từ 20 tháng Chạp, nhiều người đã ào ào kéo ra bến xe Hiền Đông, quận Bình Thạnh đổi vé về quê ăn Tết sớm. Một số thì hủy luôn vé để ở lại Sài Gòn ăn Tết phòng chống dịch. Dù vậy thì cảnh đông đúc này chỉ xuất hiện ở bến xe miền Đông hiện hữu hoặc là bến xe miền Tây. Còn bến xe miền Đông mới thì dù được đầu tư khang trang và hiện đại, thế nhưng lại cứ vắng tanh. Có mặt tại bến xe miền Đông mới vào những ngày giáp Tết, phóng viên báo Thanh Niên ghi nhận là cả bến xe đều rơi vào tình cảnh điều hiu, tĩnh lặng. Vì trong không gian rộng lớn, nhưng chỉ có hơn 10 chiếc xe đậu, không một bóng khách. Cả khu vực nhà ga, cổng ra vào, chỉ có vài nhân viên bến và bảo vệ thôi. Ban giám đốc bến xe miền Đông cho biết mỗi ngày bến xe mới chỉ có khoảng 10 hoặc là nhiều lắm là 15 khách ra bến để đón xe. Trước tình cảnh này, bến xe đã kiến nghị Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh phương án giải quyết. Trong khi đó thì theo thông tin trên báo Sài Gòn Giải phóng, ngành đường sắt phải thông báo bãi bỏ hàng loạt chuyến tàu Tết do khách trả vé, nhu cầu đi lại giảm vì sợ dịch Covid-19. Tính đến thời điểm này đã có hơn 62.000 vé tàu dịp Tết Nguyên Đán khách trả lại, đường sắt thiệt hại hơn 52 tỷ đồng. Hiện ngành đường sắt đang tiếp tục thực hiện đổi trả vé tàu Tết cho hành khách đã mua vé tàu chạy trong thời gian từ ngày 2 tháng 2 đến hết ngày 28 tháng 2, tức từ ngày 21 tháng Chạp năm Canh Tý đến 17 tháng Giêng năm Tân Sửu. Cục Hàng không Việt Nam vừa đề nghị Bộ Giao thông Vận tải gia hạn việc đóng cửa tạm thời cảng hàng không quốc tế Vân Đồn
từ 12 giờ 1 phút ngày 13 tháng 2 năm 2021 đến 12 giờ ngày 21 tháng 2 năm 2021 nhằm phòng chống dịch COVID-19. Trước đó, Bộ Giao thông Vận tải đã quyết định tạm đóng cửa cảng hàng không quốc tế Vân Đồn, Quảng Ninh trong 15 ngày, từ 12 giờ ngày 29 tháng 1 đến 12 giờ ngày 13 tháng 2, cũng để phòng chống dịch COVID-19. Theo báo Dân Trí, lý do Cục Hàng không Việt Nam đề nghị kéo dài thời gian đóng cửa sân bay Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh là thực hiện theo chỉ thị số 05 của Thủ tướng Chính phủ, các văn bản chỉ đạo của Bộ Giao thông Vận tải và công điện của Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh về phòng chống dịch bệnh COVID-19. Trong đó có việc phong tỏa tạm thời thị trấn Cái Rồng, huyện Vân Đồn từ 12 giờ ngày 30 tháng 1 năm 2021 đến 12 giờ ngày 21 tháng 2 năm 2021. Thưa quý vị, xã Trà Leng, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam, địa phương từng bị thiệt hại nặng nề do mưa lũ vào tháng 10 năm 2020, đang dần có diện mạo mới khi khu tái định cư sắp sửa hoàn thành. Ước vọng đến ngày được sống trong căn nhà mới không còn quá xa vời với bà con vùng sạt lở Trà Leng, bởi hơn 100 công nhân đang ngày đêm xây dựng để hoàn thành các ngôi nhà mới trước Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Trở lại xã Trà Leng, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam, sau một thời gian dài bị thiệt hại nặng nề do mưa lũ, phóng viên báo Vietnamnet ghi nhận công trình xây dựng khu tái định cư đang rất nhộn nhịp, tiếng cười nói của công nhân, âm thanh xây dựng vang cả một góc rừng. Trong đó hơn 100 công nhân, người thì sơn nhà, người lập mái đang chạy đua với thời gian để sớm hoàn thành và bàn giao nhà cho bà con. Khu tái định cư rộng 6 hectare được phân 80 lô đất, mỗi lô có diện tích 200 m². Trước mắt, huyện Nam Trà My sẽ bố trí kinh phí để làm nhà cho 51 hộ dân ở thôn 1 và thôn 2 xã Trà Leng đến tái định cư trước Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 với mức 150 triệu đồng một căn. Thưa quý vị, dịch COVID-19 bất ngờ bùng phát nóng trên diện rộng vào cuối tháng 1 vừa qua. Đến thời điểm này, dịch COVID-19 đã lan đến 12 tỉnh thành trên cả nước. Đáng lo ngại hơn là nhiều ca mắc COVID-19 trong đợt bùng phát dịch lần này đều do biến thể của virus SARS-CoV-2, có tốc độ lây lan hơn 70% so với virus SARS-CoV-2 chủng cũ. Khẩn trương, quyết liệt ngay từ khi dịch COVID-19 bùng phát lần thứ 3, Bà Rịa Vũng Tàu nhanh chóng khởi động lại các biện pháp phòng chống dịch với tinh thần khẩn trương, quyết liệt hơn nhằm nỗ lực đảm bảo cho Bà Rịa Vũng Tàu luôn an toàn trước dịch COVID-19 để nhân dân tỉnh nhà đón một mùa xuân an toàn, vui tươi. Khi dịch COVID-19 bùng phát cuối tháng 1 và ngày càng diễn tiến phức tạp, chỉ trong vòng một tuần, Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành gần 10 công văn chỉ đạo các sở, ban ngành, Ủy ban Nhân dân các địa phương tăng cường các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 với mức độ cao hơn, quyết liệt hơn nhằm không để dịch xâm nhập vào địa bàn. Vào cuộc nhanh nhất, quyết liệt nhất là các cơ sở khám chữa bệnh của tỉnh, bởi đây là môi trường tiềm ẩn nguy cơ bùng phát và lây lan dịch cao nhất. Do đợt dịch COVID-19 lần này nghiêm trọng và phức tạp hơn, vì vậy, các cơ sở y tế một lần nữa rà soát và hoàn thiện hơn, siết chặt hơn các biện pháp phòng chống dịch. Trong đó, công tác sàng lọc, phân luồng được chú trọng nhất. Ngoài việc phải đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn, kiểm tra thân nhiệt, người dân đến bệnh viện còn phải khai báo y tế trước khi vào các khoa khám bệnh. Những trường hợp có dấu hiệu bệnh lý hô hấp sẽ được nhân viên y tế hướng dẫn đi theo lối riêng, đến khu vực khám riêng tại khoa nhiễm. Tình hình dịch COVID-19 diễn biến rất phức tạp. Thì thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh và Sở Y tế, thì bệnh viện đã thực hiện triển khai tốt cái thực hiện 5K, khẩu trang, khử khuẩn, không tập trung, khoảng cách và khai báo y tế. Đồng thời là cử cái đội cấp cứu nhanh hoặc là cái đội điều trị xuống hỗ trợ cho trung tâm y tế Đông Điền khi có bệnh nhân bị COVID dương tính. Thứ nhất là củng cố lại toàn bộ những cái nội dung phòng chống dịch đã triển khai trong năm 2020. Thứ hai nữa là tăng cường các cái khu vực để mà cách ly nếu như có cái trường hợp ca bệnh hoặc có những trường hợp nghi ngờ. Ví dụ như là thành lập hai cái buồng, một cái buồng sàng lọc, một cái buồng lưu trú bệnh nhân nếu như có nghi ngờ. Và đặc biệt trên mỗi khoa phòng lâm sàng thì đều có những cái phòng dành riêng để chờ sẵn nếu như có tình huống cần thiết xảy ra. Ngày cuối tháng 1, Sở Giao thông Vận tải đã triển khai công văn số 277 gửi cảng vụ đường thủy nội địa, các bến xe khách, bến tàu, các đơn vị kinh doanh vận tải tuyến cố định, xe buýt, taxi và tàu thủy, yêu cầu các đơn vị này thực hiện nghiêm việc đăng ký tài khoản và cập nhật thông tin chính xác kịp thời lên phần mềm an toàn COVID-19. Tái khởi động rất nhanh hệ thống phòng chống COVID-19. Các bến xe yêu cầu doanh nghiệp vận tải siết chặt việc khai báo y tế đối với hành khách,
sàng lọc cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng khi cần. Bến xe cho lên loa phóng thanh, rồi làm những các thông báo gửi cho từng đơn vị nhà xe, khuyến cáo họ chấp hành tốt cái chính sách đưa ra. Nói chung là từ đầu mùa Covid tới giờ là bến xe tập trung làm liên tục, Covid nó bùng phát. Bến xe cũng phải huy động lực lượng anh em cho xe sát khuẩn, bắt buộc hành khách phải đeo khẩu trang khi vào mua vé. Nói chung là bên nhà xe của chúng tôi thì hàng ngày tài xế phải có trách nhiệm lau chùi tay nắm của xe để diệt khuẩn, để tránh tình trạng lây lan cho cộng đồng. Khuyến khích khách hàng phải đeo khẩu trang và khai báo y tế. Chợ truyền thống cũng là những địa điểm có nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh cao, đặc biệt trong những ngày cận Tết. Bởi thời điểm này, lưu lượng giao thương lớn và người đi lại đông đúc. Hiện ban quản lý các chợ trên địa bàn tỉnh đều đồng loạt siết chặt công tác phòng dịch. Trong đó đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn các quy định phòng dịch, tăng cường đôn đốc tiểu thương và khách hàng thực hiện nghiêm khuyến cáo 5K, gồm khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, khai báo y tế, không tụ tập. Tôi đều phải có tăng cường anh em cả ở bến và chợ là anh em phối hợp với nhau để nhắc nhở bà con tiểu thương. Thí dụ như trong cái thời điểm này là lúc này là cái lúc mà họp chợ đông thì chúng tôi tăng cường anh em lực lượng đi làm và nhắc nhở bà con là đeo khẩu trang đó, và tiếp xúc với nhau là hạn chế tiếp xúc với nhau, coi như là giữ cái khoảng cách cho nó an toàn. Chương của ban thì cũng đã có đẩy mạnh công tác là tuyên truyền và vận động thường xuyên bà con là tất nhiên tránh cái tình trạng tụ tập, rồi thường xuyên cũng như rửa tay cũng như là đeo khẩu trang trong vấn đề giao dịch, trong cái vấn đề hàng hóa kinh doanh tại chợ. Ngăn chặn không để COVID-19 xâm nhập vào tỉnh, công tác truy vết giám sát những trường hợp trở về từ các địa phương có mắc COVID-19 và các trường hợp đi cùng chuyến bay có bệnh nhân mắc COVID-19 được tỉnh triển khai thần tốc. Đến nay, Bà Rịa Vũng Tàu đã truy vết và giám sát 120 trường hợp. Tất cả các trường hợp này đều được lấy mẫu xét nghiệm và có kết quả âm tính. 162 trường hợp F2 theo dõi sức khỏe tại nhà. Và cho đến thời điểm này, Bà Rịa Vũng Tàu chưa ghi nhận trường hợp mắc COVID-19 trong cộng đồng. Tuy nhiên, nhận định tình hình dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp bởi Tết Nguyên đán Tân Sửu đã rất cận kề. Ngày 3 tháng 2, Ủy ban Nhân dân tỉnh tiếp tục ban hành công văn số 1102 về việc tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống COVID-19. Ngày 5 tháng 2, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của tỉnh ban hành công văn số 623 về việc triển khai thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn với những yêu cầu gắt gao hơn như tạm dừng các hoạt động, sự kiện tập trung trên 50 người, kiểm soát chặt người ra vào tỉnh, trường hợp cần thiết ra ngoài tỉnh phải đăng ký, thông báo cho chính quyền địa phương. Đảm bảo sức khỏe cho người dân, tại cuộc họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác triển khai phòng chống dịch COVID-19 diễn ra chiều qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã đồng ý chủ trương mua vaccine phòng ngừa COVID-19 bằng ngân sách địa phương kết hợp với nguồn xã hội hóa để phục vụ cho toàn dân tỉnh nhà. Tiêm vaccine, thật sự ra hiện nay chính phủ chưa có chủ trương gì về việc là vaccine cho toàn dân cả. Chính phủ mới có chủ trương giao cho Bộ Y tế mua một lượng vaccine để mà chuẩn bị trong quý một này. Và tiếp tục Thủ tướng Chính phủ giao cho Bộ Trưởng Y tế tiếp tục tìm kiếm đàm phán để mua thêm cái số lượng vaccine nhiều hơn. Thế thì ở đây chúng ta chỉ có một vấn đề thôi. Thật sự ra để mà tìm hết thì ngân sách nhà nước cũng rất khó khăn. Mà tỉnh chúng ta nói là nhưng mà để bao hết cũng rất khó khăn. Nhưng mà tôi đề nghị với tinh thần gì nhưng nếu chính phủ cho phép bằng nguồn lực mà phù hợp kể cả ngân sách và quyên góp một cách hợp pháp mà để tiêm hết cho dân chúng ta ở đây thì chắc chắn là cái nền kinh tế chúng ta sẽ tốt hơn. Dù chưa ghi nhận ca mắc COVID-19 trong cộng đồng, tuy nhiên Bà Rịa Vũng Tàu xác định không lơ là chủ quan với dịch, bởi phần lớn các ca mắc gần đây đều liên quan đến biến thể của virus SARS-CoV-2 có khả năng lây nhiễm hơn 70% so với virus SARS-CoV-2 cũ. Thời gian để virus này lây bệnh cũng ngắn hơn, chỉ trong vòng 2-3 ngày. Vì vậy, tỉnh phải luôn trong tư thế sẵn sàng triển khai các kịch bản ứng phó với dịch, kể cả trong tình huống xấu nhất, tức dịch lây lan trên diện rộng. Để đảm bảo an toàn trước COVID-19, tỉnh kêu gọi người dân chung sức, chung lòng thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch theo nguyên tắc 5K của Bộ Y tế, gồm khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế.
Thưa quý vị, đái tháo đường hay còn gọi là tiểu đường là một bệnh rối loạn chuyển hóa mạn tính, đặc trưng là bởi sự tăng đường máu do thiếu hụt insulin gây ra. Rối loạn chuyển hóa đường kéo theo rối loạn chuyển hóa lipid, protein và các chất điện giải. Những rối loạn này thì thường gây ra nhiều biến chứng nặng nề cho người bệnh, điển hình là bệnh mạch vành, tai biến mạch máu não, mù mắt, hoặc là có thể dẫn tới hôn mê và tử vong nếu như mà không được điều trị kịp thời. Bên cạnh việc tuân thủ phác đồ điều trị thì một chế độ dinh dưỡng tốt sẽ giúp cho người bệnh có thể điều chỉnh được lượng đường huyết, duy trì cân nặng, đảm bảo đủ sức khỏe để hoạt động và hạn chế được những biến chứng nguy hiểm của bệnh. Chia sẻ ngày mới hôm nay, mời quý vị cùng tìm hiểu về chế độ dinh dưỡng cho căn bệnh được xem là nguy hiểm này. Đái tháo đường có hai tuyếp, trong đó tuyếp 1 là do tổn thương tế bào beta của tuyến tụy, chủ yếu là do bẩm sinh, xuất hiện thường rất trẻ. Còn tuyếp 2 chủ yếu là do ăn uống và lối sống không hợp lý. Dấu hiệu của bệnh tiểu đường tuyếp 2 thường xuất hiện các triệu chứng như nhìn mờ, mệt mỏi, ăn nhiều nhưng vẫn mau đói, uống nước nhiều nhưng vẫn mau khát, đi tiểu thường xuyên, đặc biệt là vào ban đêm, vết thương lâu lành, đau và tê ở chân tay. Theo thống kê của Bộ Y tế, Việt Nam có trên 5 triệu người mắc bệnh tiểu đường và con số này dự báo tiếp tục tăng trong thời gian tới. Tại Bà Rịa Vũng Tàu, trong năm 2020, Bệnh viện Bà Rịa tiếp nhận hơn 39.000 lượt bệnh nhân khám bệnh đái tháo đường, tăng hơn 1.600 lượt so với năm 2019. Trong đó điều trị nội trú cho gần 400 trường hợp. Bệnh tiểu đường gây nhiều biến chứng nguy hiểm, ảnh hưởng tới tim mạch, thận, mắt, thần kinh, có thể dẫn đến nguy cơ tử vong cao. Biến chứng ở trên rất nhiều cơ quan, ví dụ như là trên não thì gây tai biến mạch máu não, trên tim thì gây nhồi máu cơ tim, rồi trên thận thì có thể gây tổn thương chức năng thận dần dần và sau đó dẫn đến suy thận, và trên mắt thì có thể gây các bệnh lý về võng mạc và có thể là gây thêm một biến chứng cũng khá nguy hiểm nữa là khi bệnh nhân có một vết thương ở bàn chân thì nó loét ra và nó không lành. Theo các bác sĩ, số người mắc bệnh đái tháo đường tăng cao là do người dân còn nhận thức mờ nhạt về bệnh, hạn chế vận động, stress, yếu tố ô nhiễm môi trường và người Việt vẫn giữ thói quen ăn nhiều cơm và các chất bột đường khác. Tuy nhiên, nếu kiêng hoàn toàn tinh bột lại là sai lầm, vì có thể khiến cơ thể người bệnh thiếu dưỡng chất, thúc đẩy nhanh biến chứng của tiểu đường. Quan điểm mà bỏ hẳn cơm đối với bệnh nhân tiểu đường là sai. Bởi vì là cơm chính là tinh bột, nó cung cấp phần lớn, chiếm từ 50 đến 60 nhu cầu năng lượng của cơ thể trong một ngày. Vì vậy mình không được bỏ cơm, nhưng mà mình ăn cơm từ các loại ngũ cốc nguyên cám hoặc là gạo lứt, hoặc là mình có thể thay thế cái nhóm tinh bột á bằng các loại tinh bột mà chỉ số đường huyết thấp, ví dụ như là bún miến, khoai lang, bắp hoặc là yến mạch. Cũng theo các bác sĩ, khi đã mắc bệnh tiểu đường, người bệnh hoặc người thân cần có những kiến thức cơ bản về chế độ dinh dưỡng hợp lý, kết hợp dùng thuốc giảm đường huyết để hạn chế tối đa những biến chứng nguy hiểm từ bệnh. Khi bị mắc bệnh rồi thì cần phải ăn giảm đường, ví dụ như là các loại bánh ngọt, các loại trái cây ngọt ví dụ như là xoài chín, rồi đu đủ chín, chuối, các loại nước ngọt là tuyệt đối không nên uống. Cái thứ ba là mình cần phải ăn các loại thức ăn mà có chỉ số đường huyết thấp, gạo lứt, các loại bún này, miến này. Ngoài chế độ dinh dưỡng kết hợp thuốc điều trị thì tập thể dục hàng ngày thông qua các môn đi bộ, bơi lội hay vận động đơn giản không chỉ giúp giảm cân mà còn có tác dụng giúp cơ thể người bệnh tiểu đường sử dụng insulin tốt hơn để chuyển hóa đường glucose thành năng lượng cho các tế bào, giúp cơ thể người bệnh đái tháo đường khỏe mạnh. Chương trình ngày mới của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đến đây xin được khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Một lần nữa, Ngọc Diệu và Nhật Vinh chúc cho quý vị có một ngày cuối tuần vui vẻ, hạnh phúc, mạnh khỏe bên gia đình, người thân và hãy luôn tuân thủ những khuyến cáo của Bộ Y tế về phòng chống dịch COVID-19 để những ngày Tết sắp tới sẽ luôn ấm áp, an lành và hạnh phúc quý vị nhé.